công việc của hai kỹ sư điện ăn rồi bắt bít. Đây là kỹ sư ăn nhé, ăn rồi chốt bít này. Ăn khỏe nhất hội thì kêu. Kỹ sư ăn rồi bắt bít. Nhìn không khó nhưng mà thực ra nó rất là khó. Thật ra khó không tưởng. Nhìn không khó lắm đâu đấy... nhưng mà cái khoan đấy là 60 cân đúng không? 60 cân, hơn chục cân thôi. Hơn chục cân. Các bạn nhìn làm rất dễ nhưng mà nhìn không khó nhưng mà thật ra là khó rất... không tưởng. Hay làm. Như sư bắn ba cũng không có bắn nè. Bắn cái lỗ nè. Đây đang dạy bắn. Rồi bấm cho cái nước rồi. Ờ quên đấy. Đây, rút khi ấn. Nó kéo ra liệu chưa? Là thế không khó vào lắm. Nhả ra. Ờ ấn vào cái nước. Đấy. Cho nó dí máy này là bắt đầu chỉ muốn vung chân tốt rồi. Thế rồi. Được chưa? Hạn chế cho nó thắt thế thôi, không là nó nịp máy đấy. Chết máy. Nó ví dụ như là kiểu gái mà còn trinh ấy, ông mà chơi mạnh quá là nó à cái nó còn được keo thật tệ. Chưa vào muốn dí nó tự khắc đẩy ra, hiểu chưa? Nhưng mà giờ dí là nó đi vào này, nhìn giờ ấn nó đi vào này đấy, thấy chưa? Nên là cứ để cứ dí là nó tự chạy ra, mà thì ấn như này khi cái này ấy, nó bị thiết vào đây rồi ấy, thì mình phải cho nó hơi nhả ra khỏi cái sắt này thì bắt đầu mình mới dí vào tiếp thì nó không bị chết máy. Này. Đấy nó ra một đoạn như này rồi mình ấn vào. Xong là cứ dí thế rồi là tự nó ra rồi. Đấy thấy không? Tôi đang tập bằng gỗ. Đấy nhỉ. Nhả sớm quá sao ấy nhỉ? Hai kỹ sư chăm chỉ nhất công ty. Ăn rồi mắc kinh ngựa đi. Mình giấu đây, ăn rồi mắc kinh ngựa đi. Đang ta hết mồ hôi rồi mà hành động. Ta hết mồ hôi à? Giải nhất công ty. Mà thì lương giải nhất công ty mà lương thì lại thấp nhất công ty. Thấp nhất công ty rồi. Thấp nhất công ty mà làm cái gì phải làm. Ăn rồi bắn súng nhàn thế làm gì nữa. Súng thì cần có súng một cân. Thời trẻ trẻ chắc là khỏe lắm, nên bây giờ bớt đi. Lại giống như phá rồi. Vâng, ngày xưa bắn khỏe lắm, siêu lắm. Hồi xưa sao cái này còn thừa? Bây giờ yếu rồi. Sao cái này còn thừa? À, cái này em chưa lắp. Đáng để đây. Vâng, bắn này, mày nóng lắm. Kêu kê. Bắn lúc kêu kê. Đĩa máy máy nguyên quậy vào xong làm được. Vệ sinh thì hay đứng nước ấy. Mình đợi kìa. Bắn nè. Máy lắm. Máy nóng. Nóng kìa. Đây ngâm nước đi. Cho máy vào đấy ngâm nước. Máy nóng này nó cầm vào bảo quyết tay à. Ăn à, cứ để nó trong con nguội đi trong vòng bắn nhé. Bắn cả ngày chưa quen. Bắn được không? Để anh bắn cho. Rồi. Thỉnh thoảng nhầm thôi. Bắt đút ra rút vào kém. Đấy. Thế rồi.
Chưa xong hả? Anh 5 giờ về mà. Tiền nhiều cần đi tăng ca đâu.
về thôi.